Chuyển sang thông tin thời tiết đáng chú ý, đợt nắng nóng đầu mùa ở miền Bắc và miền Trung đã bắt đầu xuất hiện những giá trị vượt mốc lịch sử. Tâm nóng là khu vực Bắc miền Trung và Sơn La Hòa Bình. Thông tin chi tiết sẽ có ở phần cuối của chương trình. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị! Chiều nay, nhiệt độ cao nhất tại Sơn La, Hòa Bình và từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế tiếp tục cao 37-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 36-38 độ C. Khi trời nắng nóng, áp suất trong lốp xe tự tăng lên do không khí giãn nở ở nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ gây nổ lốp. Do vậy, quý vị không nên để lốp xe quá căng. Trời nóng cũng khiến nhiều người điều khiển xe máy có tâm lý chạy thật nhanh hoặc tìm chỗ mát, cũng rất dễ gây ra tai nạn. Quý vị cần tuân thủ đúng luật giao thông. Nếu không có việc cần thiết thì nên hạn chế ra đường từ 11 giờ đến 15 giờ để tránh say nắng, say nóng.